Xin chào các bạn, hôm nay bác sĩ Thảo muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện thực tế về một khách hàng của mình. Đó là một chàng trai có khuôn mặt khá là tròn, tăng mùa dịch tăng 100kg và sau đó giảm còn 70kg, tức là giảm 30kg. Và bởi vì cái lúc mà tăng 100kg cái mặt nó tròn quá, tròn to quá, thì đi tiêm Botox hàm làm nhỏ. Sau đó thì cắt xương hàm và sau đó thì có ý định là cắt xương gò má. Và rõ ràng một cái khuôn mặt tròn do mỡ và cái cấu trúc da nó lại dầu và nó dày quá chừng luôn, thì nó đập trung cái vùng mô mềm ở đây nó rất là nhiều. Thì các bạn, thì bạn ấy lại chọn phương pháp cứ làm nhỏ cái vùng phía ngoài này. Và hậu quả là gì? Đó là da khuôn mặt vẫn không hài lòng được, cảm thấy vẫn cứ nó vẫn to, vẫn chán, vẫn sệ, bởi vì rõ ràng cái vùng mỡ của mình nó đang tập trung ở đây mà chúng ta cứ làm nhỏ ở phía ngoài này, không làm nhỏ cơ, làm nhỏ xương, trong khi cái mỡ dưới da của mình nó dày thì mình lại không chịu, không chịu tập trung để làm giảm ha. Do đó là, và bạn đang đặt lịch để cắt xương hàm, và tôi đã khuyên rằng trời ơi, bây giờ mà em cắt xương gò má này nữa thì là mai mốt em chảy xệ, tôi chắc chắn em sẽ xuất hiện cái đường rãnh này. Và sau đó nếu em tìm tôi sẽ rất là mệt mỏi để làm cho em trở nên săn chắc hơn. Bởi vì tôi biết chắc chắn rằng nếu khuôn mặt này em cắt cái xương gò má thì em sẽ trở nên chảy xệ hơn. Và tôi đã ngăn cản bạn ấy. Cha tôi không biết rằng là tỷ mà chỉnh xương mặt của bạn không biết có giận tôi không. Chứ thực ra một cái khuôn mặt mà nó không bị to do xương, nó bị to do mỡ, mà các bạn đi cắt cái xương thì rõ ràng nó mất cái điểm giữ ở phía ngoài này. Cái độ nặng của vùng mặt giữa sẽ trở nên nặng nề hơn, thiếu cái điểm níu kéo ở phía ngoài, và chắc chắn sẽ trở nên trùng nhão hơn và chảy xệ xuống rất là nhiều. Đó là nguyên tắc. Bởi vậy chúng ta không hiểu tại sao cái giảm mỡ nó dễ hơn mà chúng ta cứ tìm những cái giải pháp nó không đi vào vấn đề và nó còn gây ra hậu quả nghiêm trọng nữa. Việc cắt xương đâu có đơn giản, cắt xương không phức tạp hơn giảm mỡ rất là nhiều chứ, đúng không? Còn cái việc tiêm Botox hàm đối với nam, tôi giải thích rất là nhiều trong những cái video trước đó. Nam là để cái cơ cắn cho nó trông mạnh mẽ và nam tính, và đây cũng là một điểm giữ cho cái việc là vùng mặt giữa, đặc biệt là vùng mặt giữa có mỡ dày, nó không bị chảy xệ xuống. Do đó khi các bạn có khuôn mặt tròn, làm ơn hãy tìm hiểu khuôn mặt mình tròn là do lý do gì để mình giải quyết đúng cái nguyên nhân, chứ không phải cứ nghe ai đó tiêm cho nó nhỏ thon gọn gì đó. Mà nó thon gọn chỗ nào? Người ta tiêm vô cơ cắn. Còn tiêm giảm mỡ là tiêm giảm mỡ dưới da, và tôi khuyên rằng làm ơn đừng có tiêm giảm mỡ. Tiêm giảm mỡ cái da nó sơ sẹo, hút mỡ cực kỳ khó luôn, nó giống như nó bị sẹo bên trong vậy đó, không có hiệu quả gì cả. Đi tập thể dục đi, đi giảm cân đi, giảm mà tới mức tối đa mà giảm ngán ngẩm không được nữa thì đi hút mỡ dưới da ha, hoặc là mình giảm mỡ má trong gì đó, tùy các bạn tìm nguyên nhân để giải quyết đúng vấn đề. Đừng có đi lòng vòng mà không rõ nguyên nhân thì các bạn sẽ dễ bị thất bại. Rồi xong, cả cái bạn trai đó đã từ cái năm học lớp 11 cho đến bây giờ là ba mươi mấy tuổi thì vẫn chưa bao giờ hài lòng với khuôn mặt của mình. Và bạn nói với tôi rằng ôi, cả cuộc đời em không có tấm hình nào em chụp cho đàng hoàng, bởi vì em ghét chụp hình nên em không có cho ai chụp hình em hết. Sao vậy, đúng không? Là bởi vì bạn đó sai lầm từ cái lúc cái nó hồi còn nhỏ cho đến bây giờ chưa tìm một giải pháp làm đẹp nào mà giải quyết đúng vấn đề, hay mang cho các bạn đó một cái sự cân đối và tự tin hoàn toàn được. Làm đẹp phải có nguyên tắc các bạn nha.